và để liên tục chương trình văn nghệ và cũng thể thi lâu cầu thì giống Ngọc Quyền cùng với nam nghệ sĩ Hồ Minh Đương sớm mến gửi được quý vị lớp trách đoàn động mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Dạ xin cùng thưởng thức ạ. Kìa, à các Thiên Kiều, tại sao em lại khóc? Anh chưa sai, họ đã đi rồi. Thiên Kiều, họ đã đi rồi, nhưng mà người ấy là ai? Vì sao em lại khóc? Em cũng không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Thiên Kiều, em đã yêu rồi, nhưng mà người ấy là ai em? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Trời ơi, mới gặp gỡ người ta mà em đã yêu rồi. A Khắc Thiên Kiều, thôi hết rồi, em xuống với người ta đi. Anh Chu Sa, em yêu người ta là có tội phải không anh? Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim, mà giờ đây đã muốn nghe bạn rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong mình đã một thời chắc chiều trong tuổi còn thơ ấu, và tao dừng một thiên đường, một thiên đường để qua thôn. Lời anh nói đây em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ thì ai từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm ngầm theo ngày tháng ngày lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sâu vì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngày chính và đêm ngõ trên yên ngựa vào hiểm ra nguy, chưa bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh. À Khắc Thiên Kiều, nhìn áng mây trôi lòng bóng sắc sẽ buồn, lọc dung tương em chợt nghe mềm yêu khi một lần đổi diện với anh yêu. Anh Chu Sa, anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ thì chắc hẳn rằng không. A Khắc Thiên Kiều, có phải em và người ấy đã thề nọn hẹn ước à? Người ta từng hững hờ và xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn gì đau đớn nào hơn, gần gũi tất cả mà như vạn lý quang sang, tình căm nín nên tình đành tuyết dòng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng như lòng của em đang bão động tươi mờ. Thiên Kiều ơi, chiều nay anh bỗng dưng lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người xây nấm mồ cho anh. Dạ
rồi hết trơn theo lời yêu cầu. Không, anh Đương xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ anh tên gì nãy giờ anh người tình mới của anh Quyền mà em không biết à? Tên gì? Không giới thiệu luôn em đâu biết. Người tình Duyên Chặn anh ơi. Tên gì? Tên gì? Người mà tên gì? Gì? Hai người tình của bạn là tên Duy đúng không? Rồi ông về vị trí đứng xíu tôi xuống ông sảnh luôn. Ok.